Giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề cong vẹo cuộc sống ở học sinh và cách phòng chống. Trước tiên, cô và các em sẽ tìm hiểu về khái niệm cong vẹo cuộc sống. Cuộc sống có vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động sống của con người. Nó tạo thành bộ khung nâng đỡ cơ thể, tạo cho con người có dáng đứng thẳng, bảo vệ tủy sống và các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Cong vẹo cuộc sống, hay còn gọi là biến dạng cuộc sống, là tình trạng cuộc sống bị uốn cong về bên trái hoặc bên phải, vẹo cuộc sống, hoặc bị cong quá mức về phía trước hay phía sau, do đó không còn giữ được các đoạn cong sinh lý như bình thường, gọi là cong cuộc sống. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh tật ở lứa tuổi học đường hiện nay vẫn còn cao, trong đó bệnh cong vẹo cuộc sống chiếm gần 30%, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo thống kê, vẹo cuộc sống chiếm khoảng 1-4% dân số, thường gặp ở nữ nhiều hơn nam và ảnh hưởng nhiều đến trẻ em từ 10-18 tuổi. Các em hãy quan sát những hình vẽ sau đây. Đây chính là hình ảnh của các trẻ em bị cong vẹo cuộc sống. Cong vẹo cuộc sống nếu không được khắc phục sớm sẽ để lại hậu quả lâu dài. Do đó, cán bộ y tế trường học, cha mẹ học sinh có thể khám sàng lọc cho học sinh và con em mình bằng những kỹ thuật đơn giản và dễ thực hiện để sớm phát hiện cong vẹo cuộc sống. Ta có thể phát hiện vẹo cuộc sống như sau. Cho học sinh cởi bớt quần áo, làm sao phần thân và hai chân để hở, tháo bỏ giày dép, đứng thẳng, hai gót chân chụm vào nhau. Người khám quan sát hai bờ vai, hai mẫn xương bả vai, màu chậu. Trong trường hợp bị vẹo cuộc sống, người khám có thể nhìn thấy những bất thường như vai cao, vai thấp, hai vai dốc không đều, xương bả vai nhô ra, bên cao, bên thấp, khoảng cách từ hai mẫn xương bả vai đến gai đốt sống không bằng nhau, hai màu chậu không cân đối, bên thấp, bên cao. Trường hợp này có thể do chân dài, chân ngắn dẫn đến lệch trọng tâm cơ thể và vẹo cuộc sống do tư thế. Cho học sinh cúi xuống, người khám dùng ngón tay miết dọc theo các gai đốt sống hoặc dùng bút, thổi son đánh dấu các gai đốt sống. Sau đó cho học sinh đứng thẳng, quan sát các điểm đánh dấu. Trong trường hợp bị vẹo cuộc sống thì các đốt sống ít nhiều bị xoay vặn, làm cho các gai đốt sống bị lệch. Các điểm đánh dấu không nằm trên một đường thẳng mà bị lệch sang phải hoặc sang trái. Còn phát hiện cong cuộc sống thì ta làm như sau. Người khám quan sát tư thế đứng bình thường của học sinh từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái. Nếu bình thường, tư thế học sinh ngay ngắn, thân người được giữ thẳng, đầu ngẩng, hai bờ vai cân đối, bụng hơi căng, chân thẳng. Nếu bị gù thì lưng học sinh tròn, vai thấp, bụng nhô, đầu ngã ra phía trước. Nếu bị ưỡng, phần trên của thân hơi ngã về phía sau, bụng sệ. Nếu bị so vai, đầu ngã về phía trước, hai vai chùng xuống. Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường, hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám chẩn đoán xác định và được tư vấn về các biện pháp dự phòng và điều trị kịp thời. Vậy cách để điều trị cong vẹo cuộc sống là gì? Thì để có thể quyết định phương pháp điều trị những trường hợp mắc cong vẹo cuộc sống, các chuyên gia y tế cần phải khám, xác định rõ mức độ cong vẹo cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài những quan sát thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân chụp X-quang. Dựa vào phim X-quang, người ta sẽ xác định được độ lớn của góc cong vẹo cuộc sống. Tùy theo độ lớn của góc cong vẹo cuộc sống và khả năng tiến triển của nó, bác sĩ sẽ chỉ định các bài tập phục hồi chức năng hoặc cho mang áo nẹp. Nếu mức cong vẹo cuộc sống nặng và tiến triển nhanh, các bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật chỉnh hình. Nguyên nhân gây nên bệnh cong vẹo cuộc sống đó là
Thứ nhất, tư thế ngồi học không đúng, lệch vai sang trái hoặc sang phải, cúi đầu quá thấp. Thứ hai, học sinh phải ngồi học trong thời gian quá dài trên những bộ bàn ghế không đúng kích thước. Thứ ba, học sinh có thói quen mang cặp một bên mà không đeo cặp trên hai vai. Thứ tư, do phải lao động sớm, gánh vác, gặt hái, bế em hoặc mắc phải một số di chứng của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, lao cột sống, bại liệt. Bệnh cong vẹo cột sống gây ra những ảnh hưởng như sau. Bệnh cong vẹo cột sống không phải bệnh nguy hiểm, không gây tác hại nghiêm trọng tức thời. Tuy nhiên, bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tâm thần của một thế hệ trong tương lai. Gây lệch trọng tâm cơ thể, làm học sinh ngồi học không được ngay ngắn, gây cản trở cho việc đọc, viết, căng thẳng thị giác và làm trí não kém tập trung, dẫn đến ảnh hưởng xấu kết quả học tập. Gây ảnh hưởng đến hoạt động của tim, phổi và sự phát triển của khung xương chậu, đặc biệt đối với em gái sẽ gây ảnh hưởng đến sinh đẻ khi trưởng thành. Cơ thể lệch, bước đi không cân đối, bước đi không đều, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Sau đây là các biện pháp để phòng tránh cong vẹo cột sống. Thứ nhất, bàn ghế học tập cần có kích thước phù hợp với chiều cao của học sinh đối với từng cấp học khi sử dụng. Thứ hai, tạo thói quen ngồi đúng tư thế cho các em. Khi ngồi, hai bàn chân được đặt ngay ngắn, vững chắc trên sàn. Giữa cẳng chân và đùi tạo thành một góc tối ưu là 90 độ, dao động trong khoảng 75 đến 105 độ. Nên để cạnh trước của mặt ghế ăn sâu vào cạnh sau mặt bàn 4 đến 6 cm. Lưng có thể tựa vào lưng của ghế để tăng thêm điểm tựa. Thân thẳng, đầu và cổ hơi ngả về phía trước. Hai tay để ngay ngắn trên mặt bàn. Nếu không tạo thành thói quen đúng ngay từ những ngày đầu đi học thì sau này rất khó sửa chữa. Dù cho bàn ghế phù hợp thì các em vẫn ngồi sai. Tư thế ngồi sai không chỉ gây ra cong vẹo cột sống mà có thể dẫn đến những rối loạn cơ xương khác và nguy cơ mắc tật cận thị cao. Ngoài ra, các em học sinh không nên mang cặp quá nặng. Trọng lượng cặp sách không nên vượt quá 15% trọng lượng cơ thể. Cặp phải có hai quai. Khi sử dụng, học sinh đeo đều hai vai, tránh đeo lệch về một phía. Lập thời gian biểu cụ thể cho học tập, vui chơi giải trí, lao động, nghỉ ngơi hợp lý ở trường cũng như ở nhà, sao cho phù hợp với từng lứa tuổi cho từng cấp học. Tăng cường hoạt động vận động ngoài trời, rèn luyện thể dục thể thao, đảm bảo thời gian ngủ cần thiết theo từng lứa tuổi. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tính đa dạng về giá trị dinh dưỡng của mỗi bữa ăn, nhất là các bữa chính. Đặc biệt cần quan tâm đến các thực phẩm có nhiều canxi và vitamin D. Đây là các yếu tố giúp cho sự phát triển của xương trong giai đoạn phát triển. Khám phát hiện cong vẹo cột sống định kỳ để có thể có cách xử trí và kiến nghị phòng chống kịp thời. Ngoài ra, việc khám phát hiện cong vẹo cột sống định kỳ còn có tác dụng giúp cho nhà trường, gia đình và bản thân học sinh quan tâm hơn tới sức khỏe. Tích cực tham gia vào chương trình phòng chống cong vẹo cột sống học đường. Sau khi xem xong video, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Hãy nêu nguyên nhân, ảnh hưởng của bệnh cong vẹo cột sống và các biện pháp để phòng tránh bệnh cong vẹo cột sống. Cô mong rằng các em hãy áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày để chúng ta không bị bệnh cong vẹo cột sống. Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở trong các tiết học sau.